Thời gian gần đây thì liên tiếp những vụ bắt giữ hàng cấm, hàng lậu với số lượng rất lớn, trong đó có cả những mặt hàng thường tiêu thụ nhiều trong dịp Tết như là pháo nổ, gà thịt, làm dấy lên một mối lo ngại về tình hình hàng hóa Tết năm nay cũng như là nguồn cung hàng thiết yếu và mối đe dọa của những sản phẩm kém chất lượng gây khó cho người tiêu dùng. Chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời hôm nay sẽ cùng Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trao đổi về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính chào quý vị, đây là chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời. Năm hết Tết đến, bên cạnh những mối băn khoăn về chính sách, về tình hình kinh tế vĩ mô thì lại đã bắt đầu xuất hiện những mối lo âu về hàng hóa cung ứng Tết, về câu chuyện cung cầu hay giá cả của hàng Tết và cả những mối quan ngại về chuyện hàng cấm, hàng nhập lậu hay hàng kém chất lượng có thể trà trộn vào thị trường Tết, gây khó, gây khổ cho người tiêu dùng. Chính vì vậy mà ngày hôm nay chúng ta lại được gặp lại Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng để cùng trao đổi về vấn đề này. Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng đã nhận lời tham gia với chương trình. Vâng, xin chào phóng viên Diệu Trang, xin chào khán giả xem truyền hình cả nước. Trước hết thì thưa Bộ trưởng, một cán bộ hưu trí thì đã có gửi thư đến chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời và gửi đến một câu hỏi có lẽ là hết sức đời thường. Đấy là một nỗi băn khoăn là liệu năm nay có xảy ra cái tình trạng khan hiếm hàng Tết do là thiếu hụt nguồn cung, ví dụ như nguồn cung về thực phẩm hoặc là những cái hàng mặt hàng nhu yếu phẩm khác hay không? Và chính phủ cũng như các bộ ngành đang làm gì để chuẩn bị cho cái đợt hàng Tết năm nay ạ? Vâng, trước hết tôi cũng xin phép được nói lại như thế này. Ý kiến cho rằng là trong những năm gần đây cứ sắp sửa đến dịp Tết đến thì lại xảy ra cái tình trạng khan hiếm một số hàng hóa. Thì tôi cho rằng ý kiến này nó cũng chưa chuẩn xác. Nói một cách chính xác, trong những năm gần đây với sự quan tâm và chỉ đạo hết sức sát sao của chính phủ, sự nỗ lực cố gắng của các bộ, các ngành, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, có thể nói rằng về cơ bản chúng ta đã khắc phục được cái tình trạng thiếu hụt nguồn cung đối với các cái sản phẩm hàng hóa thiết yếu phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán của nhân dân. Tuy nhiên, một thực tế cũng phải thừa nhận đó là do chỗ này chỗ kia chúng ta chưa có sự chuẩn bị chu đáo, cho nên cũng xảy ra tình trạng thiếu cục bộ một số cái hàng hóa tại địa phương cụ thể, ví dụ như là tại những thành phố lớn hay là một số cái vùng sâu vùng xa. Với cái dự báo của chúng tôi trong năm 2012 đấy thì khả năng là cái tiêu thụ hàng hóa, nhất là hàng hóa thiết yếu, tăng khoảng 20% so với các tháng bình thường ở trong năm. Và nếu so với Tết Nhâm Thìn năm ngoái thì cái lượng hàng hóa có thể tăng khoảng trên dưới 10-15%. Với việc gia tăng và đẩy mạnh sản xuất của các doanh nghiệp thì chúng tôi có thể khẳng định rằng Tết Nguyên đán năm nay về cơ bản chúng ta có thể đáp ứng đầy đủ các cái mặt hàng thiết yếu. Riêng có cái mặt hàng về thịt lợn thì do đầu năm chúng ta gặp khó khăn về vấn đề chăn nuôi. Cái thứ hai là cũng trong thời gian vừa qua có một số cái thông tin nó không chuẩn xác về cái chất tạo nạc trong chăn nuôi thịt, cho nên là cái chăn nuôi thịt lợn của chúng ta có sút giảm. Và để mà khắc phục cái tình trạng này đấy thì chính phủ đã có cái chỉ đạo đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có biện pháp để mà khắc phục cái tình trạng có khả năng xảy ra thiếu hụt về cái nguồn cung đối với thịt lợn. Vấn đề thứ hai đấy là vấn đề bình ổn cung cầu và đi theo đó là bình ổn giá. Các địa phương ngay từ giữa năm đã chủ động triển khai cái việc thu xếp kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp thương mại để có thể thu mua, có thể dự trữ hàng hóa phục vụ cho dịp Tết. Hơn 25 tỉnh, thành phố đã quyết định dành một cái khoản kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp. 25 tỉnh. Vâng, 25 tỉnh hỗ trợ cho doanh nghiệp thu mua rồi sản xuất hàng hóa với con số hỗ trợ đến giờ phút này là 1.285 tỷ đồng. Và con số này có thể sẽ còn tiếp tục gia tăng vào những ngày tới đây. Dự báo thì tổng cái lượng hàng hóa cung ứng cho thị trường trong cái dịp Tết này đấy vào khoảng độ 180.000 tỷ đồng. Đấy là biện pháp của chính phủ đã chỉ đạo. Như vậy có nghĩa là chúng ta đã có những cái biện pháp hết sức là cụ thể, đúng không? Và đã và đang được triển khai rồi trước khi mà dịp Tết sắp tới. Nhưng như Bộ trưởng cũng đã biết là ở Việt Nam Tết là một cái giai đoạn sôi động nhất của thị trường, nhưng đồng thời cũng là một cái giai đoạn hoạt động mạnh nhất của những loại hàng cấm này, hàng nhập lậu này, hàng kém chất lượng
mà sẵn sàng trà trộn vào thị trường bất cứ lúc nào. Vậy thì năm nay cái công tác kiểm soát thị trường của Bộ Công Thương có điều gì đặc biệt hơn mà theo Bộ trưởng là chúng ta có thể giải quyết được cái vấn đề này một cách tối ưu hơn? Nếu mà nói nét mới của công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, rồi hàng giả, hàng nhái trong năm nay ấy, thì có mấy điều như thế này. Một ấy, là chúng ta đã sớm triển khai cái việc thực hiện các cái biện pháp quyết liệt ngăn chặn cái hàng nhập lậu ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm 2012. Cái thứ hai đấy là trực tiếp các đồng chí lãnh đạo chính phủ đã đi khảo sát, đi kiểm tra và tổ chức các cái cuộc họp bàn về cái biện pháp vừa là đảm bảo cái cung cầu hàng hóa cho nhân dân, đồng thời ngăn chặn từng bước có hiệu quả cái hành vi gian lận thương mại. Tôi nói ví dụ như gần đây thì Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã trực tiếp dẫn đầu một đoàn công tác của các bộ các ngành kiểm tra tình hình buôn lậu gà từ biên giới phía Bắc vào trong nội địa. Rồi Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thì trong ngày 16 tháng 11 vừa qua đã họp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ có liên quan kiểm tra lại việc thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành vào ngày 16 tháng 9 năm 2012 hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi, các cơ sở chế biến gia súc, gia cầm xem là hiệu quả nó đến đâu và có vướng mắc gì, với tinh thần là để cái quyết định này nó đi vào cuộc sống và nó phát huy được tác dụng, làm sao để các hộ chăn nuôi có thể tái đàn, nhất là đàn lợn, phục vụ kịp thời cho nhu cầu Tết Nguyên đán. Bộ trưởng nói như vậy thấy rằng là một cái khối lượng công việc khá là lớn và lại trải ra trong rất là nhiều lĩnh vực như thế, thì liệu là Bộ Công Thương có kham nổi không ạ? Và theo ông thì liệu chúng ta có ngăn chặn được cái nạn hàng lậu hay hàng kém chất lượng mà sẽ trà trộn vào cái thị trường Tết của năm nay hay không? Đúng là một khối lượng công việc rất là lớn, nếu không nói là khổng lồ, mà bản thân Bộ Công Thương thì một mình cũng không làm được. Thêm nữa thì chức năng nhiệm vụ trong cái mặt trận đấu tranh chống buôn lậu, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, đúng gian lận thương mại đã được chính phủ quy định bằng các biện pháp hết sức cụ thể. Đó là chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống gian lận thương mại buôn lậu, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 127 Trung ương, gồm có đại diện của Bộ Công Thương, các bộ, các ngành có liên quan. Và ở địa phương thì cũng có các Ban Chỉ đạo 127 ở các địa phương, thường là do một đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực tiếp làm trưởng Ban Chỉ đạo. Tôi nói ví dụ như là đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng thì ngăn chặn cái việc nhập lậu ngay ở khâu biên giới, phải không? Đối với hải quan thì ở khi mà thông quan các cái hàng hóa cũng là một cái lực lượng chủ lực trong cái phòng chống cái đưa các cái hàng lậu vào Việt Nam. Rồi đến lực lượng quản lý thị trường là ở cái tuyến sau thì phát hiện, đấu tranh, xử lý những hành vi gian lận thương mại. Rồi vào trong nội địa thì có các lực lượng của các địa phương. Tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta phối hợp chặt chẽ hơn, phối hợp có hiệu quả hơn thì cái tình hình gian lận thương mại, trong đó có buôn lậu, sẽ từng bước được ngăn chặn và đẩy lùi. Vậy là một khối lượng công việc rất lớn và cái giai đoạn cao điểm vẫn đang ở trước mắt, đang tới rất gần thôi, đúng không ạ? Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể gửi câu hỏi cho các bộ trưởng thông qua hòm thư dân hỏi bộ trưởng a@chinhphu.vn hoặc dân hỏi bộ trưởng trả lời a@vtv.vn. Chương trình dân hỏi bộ trưởng trả lời phát sóng trên bản tin thời sự 19 giờ chủ nhật và cổng thông tin điện tử chính phủ chinhphu.vn.